chào quý vị và các bạn. Bão số 6 chiều nay đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền của Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Dự báo bão sẽ tiếp tục đi chậm và suy yếu thành vùng thấp. Dù yếu đi, nhưng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới vẫn đang bao phủ nhiều tỉnh thành của khu vực Trung Bộ và phía Bắc của Tây Nguyên. Lượng mưa cộng dồn đến lúc này ở nhiều nơi của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng từ 345mm trở lên, thậm chí là tại Bạch Mã thuộc Thừa Thiên Huế còn lên tới là 557mm. Dự báo từ chiều tối nay, vùng mưa to sẽ dịch ra phía nam của Hà Tĩnh trở xuống tới Thừa Thiên Huế. Lượng mưa đến hết đêm mai là từ 150-250mm và có những nơi lượng mưa còn vượt trên 400mm. Khu vực từ Đà Nẵng trở xuống tới Quảng Ngãi và Kon Tum có nơi mưa trên 200mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn dễ gây ra tình trạng ngập úng ở vùng trũng thấp khu đô thị, cùng với đó là lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá rất cao thuộc vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum, tương ứng với những nơi có màu tím ở trên bản đồ. Về diễn biến lũ, lũ trên sông Hương qua Thừa Thiên Huế đã đạt đỉnh và đang xuống dần. Tối nay sẽ xuống dưới mức báo động 2, khoảng 40cm. Tình trạng ngập ven sông sẽ giảm dần. Trong khi đó, lũ trên sông Kiến Giang qua trạm Lệ Thủy của Quảng Bình đang lên nhanh. Dự kiến đêm nay, sáng sớm mai sẽ vượt mức báo động 3, khoảng 1m. Khả năng gây ngập lụt ven sông khu đô thị ở huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới. Nhiều tỉnh thành của Nam Bộ cũng có mưa dông trong tối, đêm nay và cả ngày mai. Có điểm mưa to để phòng ngập úng cục bộ cùng với lốc, sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Trở ra Bắc Bộ, đêm nay sáng sớm mai trời lạnh rõ, nhiệt độ thấp nhất ở nhiều nơi khoảng từ 21 độ C trở xuống. Thậm chí là tại Lạng Sơn, Cao Bằng và Sơn La chỉ khoảng 15-16 độ C. Sang ngày mai trời nhiều mây, có nơi có mưa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Trên biển, vùng biển Vịnh Bắc Bộ xuống tới Quảng Trị và Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Phía tây huyện đảo Hoàng Sa, gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa, gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, mưa dông, lốc xoáy cùng với biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.